Chào tất cả mọi người, mình là Thuận Ga Bình Triệu ha. Thì hôm nay em sẽ làm cái video hướng dẫn sử dụng chiếc Sorento 2021 và cái chi tiết em muốn sử dụng hướng dẫn đó là cách sử dụng cái cần số núm xoay trên dòng Sorento, bản Signature, máy dầu và bản Premium máy dầu. Thì đây là một kiểu hộp số mới, một cái cần số mới gọi là cần số điện tử dòng núm xoay. Thì nó có khác gì so với dòng hộp số thông thường? Thì hôm nay em sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn ha. Thì về cái cần số này thì em mới gọi đó là cái cần số điện tử ha. Thì cái cần số điện tử này là chúng ta chỉ cần đạp phanh, là chúng ta là ví dụ như chúng ta muốn sang số D là chúng ta đạp phanh và chúng ta qua D, là khi nào cái đây em hiển thị màu vàng là chúng ta đã sang D, là chúng ta N là chúng ta chỉ cần vặn thôi, chúng ta chỉ cần vặn thôi nha. Chúng ta đạp phanh và chúng ta, cái về xuống lùi thì nó sẽ hiển thị cả 360 như thế này đó. Khi mà chúng ta về N thì chúng ta muốn đậu parking là chúng ta chỉ ấn nút này ha, là khi nào chữ P này màu đỏ là chúng ta đã trường hợp là chúng ta đã đậu xe đó. Và bắt buộc muốn khi nào chúng ta muốn sang số hay chuyển số là bắt buộc chúng ta phải đạp phanh nha. Đó là tính năng an toàn bắt buộc của dòng số mà cần số bằng núm xoay là như thế này đó. Cái điểm đặc biệt của cái cần số núm xoay này nữa là ví dụ như khi mà anh đang ở số D mà anh mở cửa ra là tự động nó sẽ về P cho chúng ta ha. Chúng ta thấy không, khi đang để D như thế này, chúng ta mở cửa ra là tự động nó sẽ về P đó. Đó, em thử lại các bạn ha, khi đang ở D mà chúng ta mở cửa ra đó, nó sẽ tự động về P cho chúng ta luôn. Và điểm thứ hai, cái điểm mà thứ ba em muốn hướng dẫn là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng mà lấy chuyển số trên cái màn hình tablo đây. Ở đây chúng ta sẽ có lấy chuyển số cộng và trừ. Thì đây là cái chế độ số tay. Cái chế độ số tay là khi mà chúng ta đi lên đường đèo hay là đi xuống đèo ha, thì chúng ta sử dụng cái chế độ số tay này thì là nó sẽ rất là hay để chúng ta chủ động được cái hộp số của chúng ta, cái số mà chúng ta muốn lên dốc hay là xuống dốc hay là xuống đèo. Thì khi mà chúng ta cứ về khoảng D1, chúng ta cứ về D là chúng ta lấy xuyên số cộng, là tức là đã lấy số mà còn là dấu trừ bên này sẽ là xuống số ha. Là khi nào chúng ta tùy tốc độ và tùy cái vòng tua là chúng ta sẽ lên được số mấy bao nhiêu ha. Cái xe này khi nào lên số thì chúng ta chủ động và xuống số, khi mà giảm tốc độ chậm thì nó tự động nó sẽ xuống số cho chúng ta. Khi mà chúng ta ở chế độ mà bán tự động chúng ta sẽ được số tay, còn khi mà chúng ta muốn trở về cái số tự động bình thường là chúng ta chỉ cần vặn nút qua bên phải qua D lại một lần nữa là tự động nó sẽ về chế độ mà tự động bình thường. Đó là về cái hộp số bán tự động của dòng xe Sorento. Thì cái cần số núm xoay này nó rất là tiện và nó thiết kế khá là đẹp, thì nó cũng dễ dàng sử dụng ha. Thì một số khách hàng của bên em chưa quen thì nó đôi khi nó hơi khó so với những cái cần số thông thường, nhưng mà khi chúng ta xài quen thì cái cần số mà dạng núm xoay này nó cực kỳ tiện luôn, nó cực kỳ tiện cho chúng ta luôn đó. Chúng ta chỉ cần đạp phanh là chúng ta muốn về D, về N hay về R là chúng ta chỉ cần vặn ha, chúng ta chỉ cần vặn thôi. Ở đây nó sẽ có cảm giác vặn của chúng ta khá là hay, khá là nhạy nha các bạn ha. Chúng ta chỉ cần vặn đó, cứ xoay như thế này, chúng ta chỉ cần xoay về, chúng ta muốn về D đó, chúng ta về P chúng ta chỉ cần ấn nút ở giữa này thôi, chúng ta sẽ về P. Khi mà cái đèn này màu đỏ là chúng ta đã về P thành công ha. Hoặc là trên cái màn hình này nó hiển thị là P. P là chúng ta đang ở số P, là chế độ parking, là chế độ đậu xe các bạn ha. Thì cái cần số điện tử dạng núm xoay này nó khá là dễ dùng. Vì trường hợp mà chúng ta đang về D mà chúng ta quên về P hẳn ha, và chúng ta tắt máy xuống xe, tự động nó sẽ về P luôn. Đó là cái điểm đặc biệt của dòng cần số bằng điện tử khá là hay. Thì về chi tiết thì về cái điều mà các bạn còn thắc mắc thì cứ liên hệ em tới số điện thoại là 0962 385 818 thì em sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Đó là về cái cần số bằng điện tử dòng núm xoay khá là hay. Thì chúng ta khi mà muốn sang số hay là muốn gì chúng ta bắt buộc phải đạp phanh nha, đó là một tính năng an toàn đó. Khi mà chúng ta không đạp phanh, ví dụ như em không còn đạp phanh nữa thì em không có thế nào mà em đó, nó cái màn hình nó sẽ hiển thị là brake pedal là chúng ta nó bắt buộc chúng ta phải đạp phanh đó. Khi mà chúng ta không đạp phanh thì không bao giờ sang số được.
bảo đảm tính năng an toàn, tránh trường hợp chúng ta chở mấy bé ở trên xe mà các bé vặn linh tinh thì không thể vặn được ha, nếu mà chúng ta không đạp phanh. Đó, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đây là tip hướng dẫn sử dụng cái cần số bằng núm xoay điện tử của dòng Sorento 2021. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Tắt máy nhanh, chút xe. Tắt đi.